Kinh văn: Người đáng dùng thân trời, rồng, giả xoa, càng thác bà, Atula, Kalola, Khẩn Nala, Ma Hầu La Già, người chẳng phải người độ được, thì liền hiện ra các thân đó để vì họ nói pháp. Giảng giải: Rồng có rất nhiều loại, có rồng ở trên trời, có rồng ở trong biển, có rồng giữ kho tàng. Rồng trên trời làm hộ pháp ở trên trời, rồng trong biển là ở trong cung rồng làm thủ lãnh cá, rùa, tôm, cua, còn gọi là rồng làm mưa. Rồng giữ kho tàng, tức là rồng bảo vệ châu báu. Thời xưa có rất nhiều rồng, bây giờ một số người chẳng nhìn thấy, bèn nói là không có. Kỳ thật, rồng rất nhiều. Vào thời Lục Tổ Huệ Năng, có một con rồng độc, chuyên môn phun hơi độc. Ai mà trúng chất độc này thì sẽ sinh bệnh, thậm chí chẳng trị được mà chết. Đương thời, nền đất thiền đường chùa Nam Hoa vốn là một đầm rồng độc. Diện tích cái đầm này lớn khoảng một mẫu. Chẳng có ai biết đầm rộng đó sâu bao nhiêu. Trong đó lại có một con rồng. Con rồng này chẳng phải là rồng tốt mà là rồng độc chuyên môn hại người. Nhất là làm cho những người tu hành ở chùa Nam Hoa thường thường sinh bệnh, không thể tu hành. Một lần nọ, Lục Tổ Huệ Năng đến đầm đó, thì nó hiện thân lớn, chật đầy cái đầm rộng một mẫu. Lục Tổ nhìn thấy, bèn cười nói: Ê, ngươi chỉ có bản lãnh hiện thân lớn mà không thể hiện thân nhỏ. Nếu chỉ hiện thân lớn thì chẳng có bản lãnh bao nhiêu. Con rồng nghe rồi bèn ẩn thân lớn hiện ra thân nhỏ, dài khoảng một tấc. Ở trong nước bơi tới bơi lui. Lục Tổ nói: Ê, ngươi có chút bản lãnh, có thể hiện lớn, có thể hiện nhỏ, nhưng không dám nhảy vào trong bình bát của ta. Lúc đó con rồng nghe rồi, bèn nhảy vào trong bình bát của Lục Tổ. Lục Tổ nói: Đây là ngươi tự động vào, nhưng ra không được. Con rồng dùng mọi cách nhảy ra ngoài, nhưng chẳng cách chi nhảy ra được. Lục Tổ bèn nói với nó: Ngươi hà tất phải dùng vậy, sau đời này ngươi lại biến thành thân rồng. Vì đời trước ngươi vốn là người tu hành, cũng có căn lành, từng nghe Phật Pháp. Bất quá tâm sân của ngươi quá nặng, tính nóng giận quá lớn, đây là thừa cấp giới quản. Tu theo đại thừa mà chẳng giữ giới, cho nên hiện nay người mới đọa làm thân rồng. Ngươi đừng cho rằng bản lãnh của mình là lớn, có thể biến lớn biến nhỏ, biến có biến không. Nhưng bây giờ ngươi đã ở trong bình bát của ta thì không thể ra được. Rồng nghe những lời đó rồi, tức cũng bị hàng phục, chẳng thể ra ngoài được nữa. Do đó, Lục Tổ nói pháp cho nó nghe. Nó nghe pháp hiểu rõ rồi, lập tức thoát khỏi thân rồng. Tro cốt con rồng này được giữ ở chùa Nam Hoa rất lâu. Vì sao? Vì chiến tranh binh lửa nên cốt con rồng cũng mất đi. Đó là một đoạn nhân duyên Lục Tổ Huệ Năng hàng phục rồng độc ở chùa Nam Hoa. Vào đời Đường ở Trung Quốc, có một thừa tướng tên Ngụy Chưng. Ông ta tuy làm thừa tướng ở nhân gian mà cũng có thể lên trời làm quan. Đương thời có Tiểu Bạch Long vì làm mưa sai trật, Ngọc Hoàng kêu y mưa xuống lượng nước một thốn ba tấc, song y mưa xuống lượng nước một thước ba thốn, cho nên ruộng nương đều bị ngập lụt. Đây là phạm pháp luật trên trời. Trên trời phái Ngụy Chưng đi chém Tiểu Bạch Long. Song Tiểu Bạch Long biết tin tức đó, nên trước hết y đi báo mộng cho vua Đường Thái Tông, nói với Đường Thái Tông rằng: Ngày mai ông hãy cứu tôi. Ông cũng là rồng mà tôi cũng là rồng, do đó ông hãy cứu mạng rồng này. Đường Thái Tông nói: Ông và tôi đều là rồng, vậy chúng ta là anh em. Ông có việc gì tôi nhất định phải giúp đỡ. Tôi nên làm thế nào mới có thể cứu ông? Rồng nói: Hôm nay tôi phạm pháp luật ở trên trời vì mưa xuống sai. Ngày mai phải chịu quả báo chém đầu, mà người chém tôi chính là thừa tướng Ngụy Chưng. Ngày mai chỉ cần ông lưu giữ ông ta lại, cần ông ta hầu ông, đừng sai ông ta làm việc gì cả. Như thế thì ông ta chẳng giết được tôi.
Vua Đường thấy Tông nói, cái đó thì dễ, ta là hoàng đế, ông ta làm quan cho ta, thì ông ta nhất định nghe lời của ta, ông đừng có lo lắng. Do đó, ngày thứ hai Vua Đường thấy Tông bèn kêu Ngụy Chưng đến đánh cờ. Vua thấy Tông nghĩ, ta và ông ấy đánh cờ, thì ông ta không thể lìa khỏi mình được, chắc chắn chẳng đi chém Tiểu Bạch Long kia. Do đó, hai người đánh cờ với nhau. Đánh đến trưa thì thừa tướng Ngụy Chưng bèn ngủ gục. Đường thấy Tông rất vui mừng nghĩ, ông ta đã ngủ thì chắc chắn chẳng đi chém đầu Tiểu Bạch Long. Bây giờ chẳng còn lo lắng nữa. Không ngờ thừa tướng Ngụy Chưng ngủ mà thần thức của ông ta xuất ra đi lên trời, dùng Thượng Phương Bảo Kiếm chém đầu Tiểu Bạch Long. Sau đó lại trở về tiếp tục đánh cờ với vua Đường Thái Tông. Khi đã quá ngọ thì kết thúc ván cờ đó. Vua Đường Thái Tông tự nghĩ rằng Tiểu Bạch Long đã nói với mình, chỉ cần quá ngọ thì thừa tướng Ngụy Chưng chẳng giết y nữa. Do đó cho rằng mình đã cứu được anh em của mình, đây là việc công đức không nhỏ. Không ngờ đêm hôm đó, Tiểu Bạch Long đến đòi mạng ông ta, nói, tôi đã nói chúng ta là anh em, phải cứu tôi, mà tại sao ông không cứu tôi, để cho tên quan đó giết tôi. Bây giờ tôi phải giết ông để đền mạng cho tôi. Vua Đường Thái Tông tỉnh dậy, biết Tiểu Bạch Long đến đòi mạng. Ngày thứ hai, bèn thảo luận việc này với Từ Mậu Công. Từ Mậu Công nói, không quan trọng, chúng ta đây có hai người Tần Quỳnh và Kính Đức có thể cản được nó. Ngài nên dùng hai người này gác bên ngoài cửa, thì Tiểu Bạch Long chẳng dám đến. Tần Quỳnh là thần tướng mặt vàng, còn Kính Đức là thần tướng mặt đen. Sắc mặt của y so với dầu hoắc bây giờ còn đen hơn, đen đến nỗi phát quang. Do đó, bèn dùng hai người này giữ cửa. Quả nhiên Tiểu Bạch Long tối chẳng dám đến. Về sau, chẳng cần hai người này gác cửa nữa, mà chỉ vẽ hình của hai người này dán lên cửa để gác cửa cho vua Đường Thái Tông, thì Tiểu Bạch Long vĩnh viễn chẳng dám đến nữa. Cho nên người Trung Quốc mỗi lần qua năm thì vẽ hình của Tần Quỳnh và Kính Đức dán lên cửa, khiến cho yêu ma quỷ quái chẳng dám vào làm loạn. Nhân quả của loài rồng là vì chúng thừa cấp giới quản, tu đại thừa mà chẳng giữ giới, tu hành rất dụng công nhưng chẳng giữ gìn giới luật. Vì chúng thừa cấp cho nên có thần thông biến hóa, lại vì giới quản nên đọa làm súc sinh. Đây là lược nói về rồng. Dạ xoa cũng gọi là dược xoa đề, là tiếng Phạn, nghĩa là tiệp tật, tức là chạy nhanh, thậm chí còn nhanh hơn quả tiễn bây giờ. Loài quỷ này trong một niệm có thể đến bất cứ nơi nào chúng nghĩ muốn đến. Càng thắt bà, dịch là hương thần, dùng hương làm thức ăn, thân tỏa ra mùi hương, lại dịch là nhạc thần, là thần tấu nhạc của vua Đế Thích, đội mũ ba góc, tay cầm ống tiêu, ống sáo thân màu đỏ, búi tóc phóng ánh sáng màu lửa ngọn. Ở Tây Vực gọi là người ca sướng là Càng Thác Bà. Atula là tiếng Phạn, dịch là phi thiên. Vì chúng có phước trời mà chẳng có đức trời, tựa như trời mà chẳng phải trời, lại dịch là vô đoan chánh. Vì dung mạo của chúng rất xấu xí. Chẳng phải chỉ chúng sinh sinh vào loài Atula thì mới là Atula, mà trong sáu đường cũng có rất nhiều loài. Atula của ngựa rất nặng, do đó có câu ngựa hại bầy. Thứ ngựa này sống ở trong bầy ngựa, không đá con này thì cũng cắn con kia. Tóm lại, y khiến cho bầy ngựa đồng loại đều chẳng được bình an, có hại cho bầy ngựa nên gọi là ngựa hại bầy. Đó cũng là một loài Atula. Và bò cũng là Atula. Bạn thấy trên đầu bò có hai cái sừng dài, hai cái sừng đó dự bị đánh lộn với người. Vì thuở xưa khi làm Atula thì trên đầu thường đội cái mũ che đạn, thân cũng mặc giáp, cho nên khi chuyển sinh làm bò thì cũng chẳng quên được tính Atula. Chẳng những bò Atula mà gà trống cũng là Atula biến thành. Gà trống mỗi khi gặp gà trống khác thì muốn đá. Chẳng những gà Atula
mà con dế mèn cũng là Atula, chúng đá với nhau cho đến khi có một con chết mới thôi. Ngoài ra như rắn, chuột, mèo, vân vân, phàm là động vật tính tình thích đấu, thích giết đều thuộc về Atula. Chúng sinh chuyển sinh làm Atula tướng mạo rất là xấu xí, bất đoan chánh nhất, mỏ dài như là mỏ heo, lỗ mũi dài như lỗ mũi voi, mắt như mắt bò, tai như tai chuột, hoặc là thân người mà đầu heo, hoặc là thân người đầu bò, hoặc thân người đầu ngựa, hoặc thân người đầu cọp, rất là hung ác. Tuy tướng mạo của nam Atula rất xấu xí, nhưng nữ Atula rất xinh đẹp. Nữ Atula có thể nói ai thấy cũng ưa, cho nên trời đế thích một lần nọ thấy nữ Atula xinh đẹp, bèn nói với vua Atula cầu hôn. Vua Atula cũng đáp ứng gả con gái cho trời đế thích. Tóm lại, Atula thì thích nóng giận, thích đấu tranh. Người nào thường nóng giận thì tương lai đều có thể sinh làm Atula, cũng có thể hiện tại là Atula. Nếu sửa đổi tính nóng giận, tu hạnh nhẫn nhục thì sẽ thoát khỏi quan hệ với đường Atula. Ca Lâu La tức là đại bàng kim xí điểu, chuyên bắt rồng để ăn. Loài chim này lớn cỡ nào, hai cánh của nó xòe ra rộng 300 do tuần. Do tuần là số mục ở Ấn Độ dùng để đo lường, phân làm đại do tuần, trung do tuần và tiểu do tuần. Tiểu do tuần có 40 dặm, trung do tuần 60 dặm, đại do tuần 80 dặm. Hai cánh chim đại bàng xòe ra là 300 do tuần, tức cũng là 2.400.000 dặm. Mỗi khi nó xòe cánh ra thì quạt nước biển rẽ làm hai, bắt rồng trong biển ngăn. Chúng lấy rồng làm thức ăn, lâu dần rồng con rồng cháu gần như bị tuyệt nòi. Vua rồng chẳng có cách nào khác, bèn đến gặp Phật để cầu cứu. Phật bèn cho vua rồng tắm y cà sa, mang về chia cho mỗi con rồng một sợi tơ cột lên thân, thì chim đại bàng chẳng cách chi ăn được rồng nữa, vì tấm y cà sa của Phật diệu dụng vô cùng, nên giúp cho loài rồng thoát khỏi hoạn nạn. Song lần này chim đại bàng kim xí đến tìm Đức Phật nói: Ngài cứu loài rồng cố nhiên là việc tốt, song loài chim của tôi đều bị chết đói, chúng tôi chỉ có thể ăn rồng. Bây giờ chẳng có rồng ăn, chúng tôi biết làm thế nào? Phật bèn vì chim đại bàng kim xí nói pháp thọ năm giới. Chim đại bàng nói: Tôi không sát sinh có thể được, nhưng tôi chẳng có gì để ăn, chẳng phải là bị chết đói chăng? Phật nói: Ngươi không có chết đói, từ nay về sau mỗi ngày vào giờ ngọ, hết thảy đệ tử của ta khi ăn cơm thì đem chút cơm cho nhà ngươi ăn. Cho nên sau này, phàm là đệ tử của Phật khi ăn cơm trưa đều có đem chút cơm cúng cho đại bàng kim xí điểu ăn. Từ đó chim đại bàng thọ trì năm giới, chẳng sát sinh nữa và trở thành hộ pháp ở trong Phật giáo, là một bộ trong Thiên Long Bát Bộ. Về phương diện ăn uống trong Phật giáo thì sáng sớm là chư thiên ăn, buổi trưa là Phật dùng, buổi chiều là súc sinh ăn, buổi tối là quỷ ăn. Ngạ quỷ vốn chẳng tìm được thức ăn, chúng nhìn thấy chúng ta ăn, chúng cũng nghĩ tưởng ăn. Một khi chúng ta ăn vang ra tiếng động khu chén đũa thì chúng cướp lấy để ăn. Xong thức ăn đến miệng chúng thì liền biến thành lửa, đó là nghiệp báo quá nặng. Xong trong tâm của loài quỷ thì cho rằng con người dùng pháp thuật biến thức ăn thành lửa do chúng cướp được, chẳng cho chúng ăn. Do đó, chúng sinh tâm sân hận đánh người hoặc khiến cho người sinh bệnh. Cho nên buổi tối người xuất gia không ăn, vì là giờ của loài quỷ ăn. Sáng sớm là giờ của chư thiên ăn. Nếu người xuất gia sáng có dùng cháo hoặc bánh nướng thì đem một chút thí cho chư thiên dùng, hoặc cho quỷ mẹ quỷ con. La sát quỷ mẹ quỷ con vốn chuyên môn ăn con nít, tại sao lại gọi chúng là quỷ mẹ quỷ con? Vì chúng thống lãnh 1.000 người con của chúng đi khắp nơi tìm bắt con nít để ăn. Có một nhà nọ vừa mới sinh ra một đứa bé thì bị chúng bắt đi ăn.
Cứ như thế dần dần biến thành rất nhiều nhà chẳng còn con nít. Do đó, có người đến cầu Đức Phật, hỏi Phật tại sao con nít đều mất hết chẳng thấy, phải làm cách nào? Đức Phật biết số con nít đều bị chúng bắt trộm ăn. Một ngày nọ, Đức Phật bèn bắt con quỷ Út Nhất. Trong số 1.000 con quỷ bỏ vào trong bình bát đậy lại. Khi chúng về nhà thì thấy mất đứa con út của mình, bèn đi khắp nơi tìm cũng chẳng thấy, mới tìm đến chỗ Đức Phật. Thì nghe tiếng khóc con của chúng ở trong bình bát vang ra. Chúng bèn đến chỗ bình bát, tìm cách cứu con của chúng ra, song chúng di động bình bát chẳng nổi. Bèn về nhà kêu hết 999 con quỷ con đến, để dùng sức di động cái bình bát, song cũng di động chẳng nổi, tơ hào cũng chẳng động đậy. Do đó, chúng bèn đến cầu Đức Phật, nói: tại sao Ngài bắt trộm con của tôi bỏ vào trong bình bát mà không trả lại con của tôi? Đức Phật nói: nhà ngươi có bao nhiêu người con? Chúng đáp: có 1.000 người con. Phật nói: ngươi có 1.000 người con mà bây giờ chỉ mất đi có một đứa, mà sao ngươi lại cấp tốc như thế? Chúng nói: tuy chỉ mất một, nhưng tôi cũng chẳng muốn thiếu. Phật nói: vậy chứ ngươi bắt trộm hết thảy những đứa con nít của người ta đem đi ăn, thì ngươi tính sao? Quỷ nói: tôi chẳng phải muốn ăn con nít, nhưng tôi chẳng có gì để ăn. Nếu tôi không đi bắt trộm con nít để ăn, thì 1.000 đứa con của tôi đây sẽ bị chết đói. Phật nói: từ nay về sau, ngươi đừng bắt trộm con nít để ăn nữa. Ngươi nên quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, đừng sát sinh nữa. Ngươi nghĩ xem, ngươi có 1.000 người con, mà một người con cũng xả bỏ chẳng đặng. Ta chỉ bắt nhốt một người con của ngươi, mà ngươi buồn rầu như thế. Vậy con của mọi người trên thế gian, ngươi bắt trộm ăn, cha mẹ của họ không buồn rầu chăng? Ngươi đừng có ích kỷ như thế. Do đó, quỷ mẹ quỷ con bèn đáp ứng Đức Phật, quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới. Đức Phật bèn kêu hết thảy đệ tử, khi dùng cơm vào giờ trưa, thì đem ít hạt cơm hoặc chút thức ăn thí cho quỷ mẹ quỷ con. Cho nên, khi tống thực thì niệm bài kệ rằng: đại bàng kim xí điểu, khoáng giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn. Nghĩa là: chim đại bàng cánh vàng, quỷ thần nơi quan giả, quỷ mẹ con la sát, cam lồ đều no đủ. Cam lồ làm ví dụ ăn bất cứ vật gì đều ngon ngọt như cam lồ, vô luận có bao nhiêu thì thảy đều no. Đó là kệ cúng thí buổi trưa. Khẩn Na La cũng là một trong 8 bộ quỷ thần. Chúng cũng là thần âm nhạc của trời Đế Thích. Trên đầu của chúng có một cái sừng, nên còn có tên gọi là Nghi Thần. Ma Hầu La Già là gì? Tức là đại mãng xà, chúng rất hung ác, còn gọi là Địa Long. Ở tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, chuyên môn ăn thịt mãng xà. Loại mãng xà này béo mập như heo, song có khi chúng cũng ăn người. Vì người ăn chúng nên chúng cũng ăn người. Vào thời vua Lương Võ Đế, ông ta là Phật giáo đồ, cung kính phụng sự Tam Bảo. Song hoàng hậu Hy Thị, vợ của vua thì ngược lại, chẳng kính Phật, chẳng kính Pháp, chẳng kính Tăng. Vì bà ta chẳng tin Tam Bảo, cho nên khi bà ta chết đi rồi thì đọa làm đại mãng xà, mà mãng xà đó lại nói được tiếng người. Do đó, bèn trở về nhờ vua Lương Võ Đế siêu độ. Bà ta bèn nói: ông có biết tôi là ai không? Tôi là vợ của ông, là hoàng hậu Hy Thị. Vì tôi chẳng kính tin Tam Bảo, cho nên phải đọa làm thân mãng xà. Vua nghe, rồi bèn thỉnh thiền sư Chí Công đến siêu độ bà ta. Bổn la vị thiền sư này là người mà bà ta phản đối nhất khi bà ta còn sống. Khi bà ta chết rồi làm thân mãng xà, thì lại đến đảnh lễ sám hối với thiền sư Chí Công. Do đó, thiền sư Chí Công bèn tạo bộ Lương Hoàng Sám. Lương Hoàng tức cũng là Lương Võ Đế, sám là sám hối.
để cho vua Lương Võ Đế lạy bộ sám này, siêu độ cho vợ của ông ta. Nhờ công đức lạy bộ Lương Hoàng Sám này mà vợ của vua Lương Võ Đế thoát khỏi thân mãng xà, được sinh về cõi trời. Khi Phật còn tại thế thì Ma Hầu La Già quy y Tam Bảo, cho nên chúng cũng là Phật giáo đồ, là hộ pháp. Người và chẳng phải người. Người là tất cả loài người chúng ta, chẳng phải người là chỉ tất cả súc sinh. Bồ Tát Quán Thế Âm nhìn xem chúng sinh đáng dùng thân trời rồng Bát Bộ độ được, thì liền hiện ra thân rồng, hoặc thân Dạ Xoa, hoặc thân La Sát, hoặc Càn Thắt Bà, hoặc A Tu La, hoặc Ca Lâu La, hoặc Khẩn Na La, hoặc Ma Hầu La Già, các thứ thân hình, hoặc hiện thân người, và tất cả thân súc sinh chẳng phải người, để vì chúng sinh đó nói pháp. Kinh Văn: Người đáng dùng thân thần chấp kim cang độ được, thì liền hiện thân thần chấp kim cang, để vì họ nói pháp. Giảng giải: Thần chấp kim cang là hộ pháp của Phật giáo. Lai lịch của thần kim cang là một vị chuyển luân thánh vương trong quá khứ lâu xa về trước. Ngài sinh được 1.000 người con. Làm sao mà một phu nhân mà có thể sinh được 1.000 người con? Vì tuổi thọ của họ rất lâu dài, tuổi thọ lâu dài, cho nên có 1.000 người con cũng chẳng lấy làm nhiều. Song ông vua chuyển luân còn cảm thấy chưa đủ, lại cưới thêm một bà thiếp. Bà vợ thứ hai này sinh được 2 người con, do đó tổng cộng có 1.002 người con. 1.002 người con này cùng nhau phát nguyện rằng, tương lai chúng ta tu hành thành tựu, thì chúng ta 1.000 anh em phải theo thứ tự mà thành Phật, cho dù chuyển luân thánh vương cũng chẳng làm, mọi người chúng ta hãy cùng nhau bắt thăm. Đức Phật Thích Ca bắt trúng thăm thứ tư, Ngài là vị Phật thứ tư, tương lai vị Phật thứ năm, thứ sáu đều sẽ lần lượt ra đời 1.000 vị Phật trong kiếp hiện. 1.000 anh em này đều phát nguyện thành Phật, và 2 người con của bà phu nhân thứ hai cũng phát nguyện. Phát nguyện gì? Một người phát nguyện, 1.000 người anh của chúng tôi đây, bất cứ người anh nào lúc thành Phật, thì tôi sẽ là người đầu tiên đến thỉnh Ngài thuyết pháp, cung kính cúng dường Tam Bảo. Còn người kia phát nguyện, tôi phát nguyện tương lai làm hộ pháp. Khi mỗi người anh của tôi thành Phật, thì tôi sẽ bảo hộ Ngài, hộ pháp của Ngài. Do đó, Ngài thành vị kim cang hộ pháp, trong tay thường cầm chày kim cang để bảo hộ Phật Pháp. Mỗi khi có vị Phật ra đời, thì Ngài đến ủng hộ Phật Pháp. Ngoài ra, có một vị Đại Phạm Thiên Vương, mỗi lần có vị Phật mới ra đời, thì ông ta là người đầu tiên thỉnh Phật thuyết Pháp. Kinh Văn: Vô tận ý, Bồ Tát Quán Thế Âm đó thành tựu công đức như thế, dùng đủ thứ thân hình đi khắp trong các cõi nước để độ thoát tất cả chúng sinh. Bởi thế các ông nên một lòng cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Đại Bồ Tát Quán Thế Âm đó ở trong nạn khẩn cấp sợ hãi, Ngài hay ban cho sự không sợ hãi. Vì thế mà thế giới Ta Bà đều gọi Ngài là Bậc Thí Vô Quý. Giảng giải: Khi Đức Phật nói Bồ Tát Quán Thế Âm dùng đủ thứ hóa thân rồi, lại gọi một tiếng Vô Tận Ý, Bồ Tát Quán Thế Âm thành tựu đủ thứ công đức như ở trên đã nói. Ngài dùng đủ thứ thân hình đi đến mỗi cõi nước để độ thoát hết thảy tất cả chúng sinh. Vì nhân duyên đó, cho nên các ông tất cả chúng sinh nên một lòng cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Đừng có hai lòng. Nếu có hai lòng, tức là có tâm hoài nghi. Một lòng, tức là chỉ dùng một niềm tin. Nếu bạn có hai lòng thì chẳng có cảm ứng, chẳng có công đức. Cho nên mới nói, nên một lòng cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Đại Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Đại Bồ Tát hay ở trong sự sợ hãi, nạn khẩn cấp, bố thí cho bạn sự không sợ hãi, khiến cho bạn không sinh tâm sợ hãi. Vì thế cho nên thế giới Ta Bà này đều gọi Ngài là Bồ Tát Bố Thí Vô Quý. Kinh Văn:
Bồ Tát Vô Tận Ý bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, nay con xin cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Bèn cởi chuỗi ngọc các châu báu nơi cổ giá trị 100.000 lạng vàng, dâng lên nói rằng: Xin nhân giả hãy nhận sâu chuỗi ngọc châu báu pháp thí này. Giảng giải: Bồ Tát Vô Tận Ý nghe Đức Phật nói như thế rồi cũng muốn cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, bèn bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, nay con nên cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm có công đức lớn như thế, sức oai thần không thể nghĩ bàn, cho nên tuy con đã thành Bồ Tát, nhưng con còn phải tài bồi phước báo ở trước Bồ Tát Quán Thế Âm, con nên cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Sau khi nói xong rồi, thì Bồ Tát Vô Tận Ý lập tức cởi sâu chuỗi ngọc châu báu nơi cổ, cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng chẳng có tư hào tư lự. Chuỗi ngọc là một loại châu báu rất có giá trị. Thứ chuỗi ngọc này bên trong rỗng không, nên có thể bỏ đồ vào. Người xưa thường dùng nó làm đồ trang sức. Sâu chuỗi này giá trị 100.000 lạng vàng, đem dâng lên cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, nói: Xin nhân giả hãy nhận sâu chuỗi ngọc châu báu pháp thí này. Nhân giả tức chỉ người nhân từ có đức, Bồ Tát xưng hô với Bồ Tát thường dùng nhân giả. Sâu chuỗi ngọc châu báu này vốn là thuộc về tài thí. Tại sao trong kinh văn Bồ Tát Vô Tận Ý nói là pháp thí? Trong sự bố thí có tài thí, pháp thí và vô quý thí. Bồ Tát Vô Tận Ý cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm thì trong tâm của Ngài chẳng cho rằng chuỗi ngọc đó là vật đắt tiền. Ngài hoan hỷ thành tâm cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài cũng chẳng nghĩ là trị giá bao nhiêu tiền. Song tại sao trong kinh văn lại nói là giá trị 100.000 lạng vàng? Câu này là tôn giả A Nan thêm vào khi kết tập kinh điển. Đương thời Bồ Tát Vô Tận Ý chẳng nói trị giá bao nhiêu tiền. Ngài dùng chân tâm để cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Giữa đó đây chẳng có quan niệm về tiền tài, cho nên thuộc về pháp thí. Tuy là tài thí, nhưng cũng biến thành pháp thí. Đây là mọi người dùng tâm ấn tâm. Do đó, Ngài yêu cầu Bồ Tát Quán Thế Âm nhận chuỗi ngọc châu báu pháp cúng dường này. Kinh văn: Lúc đó, Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng chịu thọ nhận. Bồ Tát Vô Tận Ý lại bạch với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng: Nhân giả, hãy thương xót chúng tôi mà thọ nhận chuỗi ngọc này. Giảng giải: Bồ Tát Vô Tận Ý dùng sâu chuỗi ngọc châu báu cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm mà Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng chịu nhận. Tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng chịu nhận? Vì Bồ Tát Quán Thế Âm dưới tòa của Đức Phật Thích Ca đang ở trong hội nghe kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Quán Thế Âm chưa được Đức Phật hứa khả, nên Ngài biểu thị khách sáo, chẳng chịu nhận sự cúng dường đó. Hơn nữa, Ngài cũng chẳng có tâm tham, chẳng giống như phàm phu, bèn nghĩ: Ồ, sâu chuỗi châu báu này quá quý trọng, có người cho mình, sợ rằng thọ nhận trễ, thì họ chẳng cúng dường nữa, thì biết làm sao? Làm gì Ngài chẳng có tâm lý như thế, cho nên chẳng sợ người ta không cúng dường. Trong tâm của Ngài vốn chẳng có người thí, vật thí, cũng chẳng có người thọ nhận. Bạn cúng dường cho tôi và không cúng dường cho tôi, xem điều rất bình thường. Đương nhiên, trong sự yên lặng, Bồ Tát Vô Tận Ý là có công đức. Song Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng chịu nhận sự cúng dường đó. Do đó, Bồ Tát Vô Tận Ý khẩn cầu. Ngài chẳng giống như một số người, thật sự chẳng muốn cúng dường. Bạn không nhận thì tôi chẳng cúng dường. Cho nên Bồ Tát Vô Tận Ý lại khẩn cầu Bồ Tát Quán Thế Âm, nói: Nhân giả, hãy thương xót chúng tôi mà thọ nhận sâu chuỗi này. Nghĩa là nói: Nhân giả, Bồ Tát Đại Từ Bi, hãy thương xót tôi, thương xót Vô Tận Ý tôi và chúng sinh bốn chúng này. Tôi cúng dường Ngài sâu chuỗi này chẳng phải vì cầu phước cho chính tôi, mà làm vì bốn chúng đệ tử này.
và hết thảy pháp giới chúng sinh để cúng dường nhân giả. Tôi là đại biểu cho chúng sinh cúng dường Ngài, cho nên xin Ngài hãy thương xót chúng tôi thọ nhận sâu chuỗi này. Bốn chúng là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Chúng tôi, tức là hết thảy tất cả chúng sinh. Kinh văn: Bấy giờ, Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm nên thương xót Bồ Tát Vô Tận Ý và bốn chúng trời, rồng, dạ xoa, càn thác bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người và chẳng phải người mà thọ nhận sâu chuỗi đó. Giảng giải: Bồ Tát Vô Tận Ý nhất định phải cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, còn Bồ Tát Quán Thế Âm quyết tâm chẳng thọ nhận sự cúng dường đó, bèn nói: Vật tốt của Ngài, tôi không dám thọ nhận, tôi chẳng có đạo đức gì, Ngài hãy tự giữ lấy. Bồ Tát Vô Tận Ý nghe Bồ Tát Quán Thế Âm nói như thế, càng khẩn trương, thậm chí cúi đầu đảnh lễ để khẩn nài Bồ Tát Quán Thế Âm. Một người chẳng chịu nhận, còn một người nhất định phải cúng dường, hai bên đều kiên trì. Lúc đó, Đức Phật Thích Ca điều giải vấn đề này, bèn nhìn Bồ Tát Quán Thế Âm, cười và nói: Bồ Tát Quán Thế Âm, ông nên thương xót Bồ Tát Vô Tận Ý và bốn chúng đệ tử. Chẳng chỉ vì bốn chúng đệ tử này, mà còn có trời, rồng, dạ xoa, càn thác bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người và chẳng phải người. Ông nên thương tất cả những chúng đó mà thọ nhận sự cúng dường. Bồ Tát Vô Tận Ý rất thành tâm khẩn thiết bố thí pháp, thì ông đừng cự tuyệt hảo tâm của ông ấy. Kinh văn: Tức thời Bồ Tát Quán Thế Âm thương xót hàng bốn chúng và các trời, rồng, người và chẳng phải người mà thọ nhận sâu chuỗi đó, chia làm hai phần: một phần dâng lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một phần dâng cúng tháp của Phật Đa Bảo. Vô Tận Ý, Bồ Tát Quán Thế Âm có thần lực tự tại như thế đi khắp thế giới Ta Bà. Bây giờ, Bồ Tát Vô Tận Ý dùng kệ hỏi rằng: Giảng giải. Lúc đó Bồ Tát Quán Thế Âm thấy Đức Phật điều giải việc này, Ngài cũng nghe lời Đức Phật thương xót bốn chúng đệ tử và trời rồng tám bộ thọ nhận sâu chuỗi ngọc châu báu đó. Xong, Ngài nhận rồi lại chia ra làm hai phần để cúng dường. Sâu chuỗi có giá trị đắt tiền mà Ngài cũng chẳng cần. Ngài dâng một phần lên cúng dường Đức Phật Thích Ca, một phần dâng cúng tháp của Đức Phật Đa Bảo. Sau đó, Đức Phật lại gọi một tiếng: Vô Tận Ý, vị Bồ Tát Quán Thế Âm đó có các thứ thần thông diệu dụng, thần lực tự tại như đã nói ở trên, hết thảy chúng sinh đều nên cúng dường ông ta, cung kính ông ta, niệm danh hiệu ông ta. Vị Bồ Tát Quán Thế Âm hay đi khắp thế giới Ta Bà này để cứu độ tất cả chúng sinh. Đức Phật nói xong thì Bồ Tát Vô Tận Ý lại dùng kệ hỏi Đức Phật. Câu kệ là vì văn trường hàng ở trên có chỗ nói rất tỉ mỉ, lại có chỗ nói chẳng tỉ mỉ, cho nên dùng kệ để tường thuật lại. Kệ giống như thơ, phải có cách thức nhất định, hoặc là một câu sáu chữ, hoặc một câu năm chữ, một câu bốn chữ, chẳng nhất định, song phải có số chữ nhất định. Kinh văn: Thế Tôn đủ tướng tốt, nay con xin hỏi Ngài, vị kia do duyên gì, tên là Quán Thế Âm? Giảng giải: Bồ Tát Vô Tận Ý gọi một tiếng: Đức Thế Tôn đầy đủ tướng tốt, hôm nay con xin hỏi Bồ Tát Quán Thế Âm, bởi nhân duyên gì mà tên gọi là Quán Thế Âm? Vì tướng mạo của Phật viên mãn nhất, đầy đủ 32 tướng, 80 vẻ đẹp, cho nên gọi là Thế Tôn đủ tướng tốt, tức là đầy đủ chẳng thiếu chẳng dư. Lại có thể giải thích là phước đầy huệ đủ, nên gọi là Lưỡng Túc Tôn, nghĩa là có 32 tướng, 80 vẻ đẹp, tướng tốt này vi diệu không thể nghĩ bàn. Kinh văn: Đấng đầy đủ tướng tốt, đáp kệ Vô Tận Ý, ông nghe hạnh Quan Âm, khéo ứng khắp mọi nơi.
Giảng giải: vì Bồ Tát vô tận ý dùng kệ hỏi Đức Phật, cho nên Phật cũng dùng kệ để trả lời. Đức Phật nói: vô tận ý, ông có biết việc làm và nhân duyên của Bồ Tát Quán Thế Âm chăng? Ông nên chú ý lắng nghe, nay ta sẽ vì ông giải thích nói. Bồ Tát Quán Thế Âm dùng thiện xảo phương tiện, quán căn cơ mà vì họ nói pháp, theo bệnh cho thuốc. Quán căn cơ, tức là nhìn xem chúng sinh đó căn tính thế nào, thích cái gì, thì Ngài vì họ mà nói pháp. Giống như ở trước đã nói, người đáng dùng thân Phật độ được thì liền hiện thân Phật để vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân Đế Thích độ được thì liền hiện thân Đế Thích để vì họ nói pháp, vân vân. Đây gọi là khéo ứng khắp mọi nơi. Bất cứ căn tính như thế nào, Ngài liền dùng phương pháp phương tiện khéo léo để độ bạn. Phương pháp này chẳng nhất định. Chẳng nhất định, cho nên trong Kinh Kim Cang có nói là pháp bình đẳng, chẳng có cao thấp, chẳng có pháp nhất định. Tức là làm vị pháp sư muốn đi giáo hóa người cũng phải hiểu nhiều đạo lý và pháp thế gian, thấy loại người nào thì nói thứ pháp đó. Ví như gặp người buôn bán thì nói: hiện nay bạn buôn bán như thế nào? Gần đây buôn bán có đắt không? Gặp người làm công thì nói: anh thật là vất vả, hôm nay có ngày nghỉ chăng? Nên vì họ nói đạo lý làm công, họ nghe thì tâm nghĩ. Thực tế, cũng có người biết mình vất vả, bận rộn, sau đó mới vì họ giảng chút Phật Pháp, thì họ cảm thấy thật không sai, nguyên lai Phật Pháp là như thế. Gặp người đi học thì hỏi họ: anh học về ngành gì? Khoa học, hóa học hay văn học? Giống như hôm nay, có một số học sinh đến, Quả Tôn giảng cho họ nghe về Phật Pháp này. Họ nghe rồi rất cao hứng và bắt đầu có ấn tượng đối với Phật Pháp. Ở trong não hải của họ bèn có Phật. Một khi chữ Phật vào trong não hải của họ, thì ngày càng sẽ tăng trưởng, tương lai cũng sẽ thành Phật. Đó là khéo ứng khắp mọi nơi, theo bệnh cho thuốc, vì người nói pháp. Do đó có câu: phương tiện khéo léo độ chúng sinh, khéo ở trong trần lao làm Phật sự, khéo biến tất cả sự việc trong thế gian thành Phật sự. Kinh văn: hoằng nguyện sâu như biển, kiếp số không nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn đức Phật, phát nguyện lớn thanh tịnh. Giảng giải: vị Bồ Tát Quán Thế Âm đó, trước kia khi Ngài chưa thành Phật thì có phát hoằng nguyện đại từ bi. Hoằng thể đó lớn cỡ nào, sâu rộng như biển cả. Ngài trải qua đại kiếp không thể nghĩ bàn, tạo công đức không thể nghĩ bàn, phát nguyện lực không thể nghĩ bàn. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm tất cả hết thảy đều vi diệu không thể nghĩ bàn. Ngài đã từng hầu cận rất nhiều hàng ngàn ức vị Phật, có thể là hàm vạn ức, mặc dù kinh văn chỉ nói là ngàn ức. Ngài phát nguyện đại từ đại bi như thế, cho nên cảnh giới của Bồ Tát Quán Thế Âm cao sâu khó dò. Bồ Tát Quán Thế Âm phát nguyện thanh tịnh. Nguyện thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là chẳng có tư tưởng ích kỷ, là một người đại công vô tư. Ngài vì chúng sinh mà phát nguyện, hoàn toàn là phát xuất từ tâm từ bi chân chánh, tâm từ thương chúng sinh. Kinh văn: tam vị ông lược nói, nghe tên và thấy thân, tâm niệm chẳng luống qua, hay diệt khổ các cõi. Giảng giải: Đức Phật nói, hiện tại tam vị ông nói sơ lược về công đức của Bồ Tát Quán Thế Âm. Người có căn lành mới nghe được danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu người chẳng có căn lành, thì cho đến tên của Bồ Tát Quán Thế Âm cũng chẳng nghe được, huống chi nói đến thấy thân. Thấy thân chẳng nhất định nói là thấy được nhục thân của Ngài, tức là thấy được hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, hoặc dùng bùn nắng, hoặc dùng gỗ chạm trổ, hoặc dùng đá tạo, cho đến vàng bạc đồng thiết đúc thành tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu bạn thấy những tượng nói trên, thì cũng giống như thấy được nhục thân của Ngài. Chỉ cần trong tâm chúng ta niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, đừng khởi vọng tưởng,
thì sẽ tiêu diệt được tất cả sự khổ trong các cõi. Các cõi tức là 25 cõi trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Kinh văn: Nếu người khởi tâm hại, xô rớt hầm lửa lớn, nhờ sức niệm Quán Âm, hầm lửa biến thành ao. Giảng giải: Giả sử có người khởi tâm hãm hại bạn, ví như bạn bè hợp tác làm ăn với bạn, khi cùng đi với bạn đến đỉnh núi cao ngàn trượng, vì anh ta muốn một mình chiếm đoạt số tiền của bạn, bèn sinh tâm cướp tiền hại mạng, xô bạn rớt xuống chân núi. Lúc đó chỉ cần bạn thành tâm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì có thể bình an vô sự. Nếu như xô bạn rớt xuống hầm lửa lớn thì hầm lửa sẽ biến thành ao nước. Bạn bất tất phải dùng phương pháp khác, cũng chẳng cần niệm chú gì, chỉ một lòng chuyên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ có cảm ứng cứu hộ bạn. Sự cảm ứng đó không thể nghĩ bàn, cho nên chúng ta bất cứ lúc nào đều nên niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì tương lai sẽ được Bồ Tát Quán Thế Âm bảo hộ. Cảnh giới cảm ứng đó nói chẳng hết được. Kinh văn: Hoặc trôi dạt biển cả, rồng cá các nạn quỷ, nhờ sức niệm Quan Âm, sóng lớn chẳng ngập chết. Giảng giải: Nếu như bị trôi dạt ở trong biển cả, chẳng thấy bờ bến đâu cả, lúc đó rất là nguy hiểm. Trong biển lớn thường có rồng độc, cũng có quỷ la sát, hoặc cá ăn thịt người, lúc đó rất là nguy hiểm. Nếu bạn gặp những nạn đó, thì nên niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, tức sóng to cách mấy cũng chẳng ngập chết bạn được. Trong sự bất tri bất giác sẽ đưa bạn vào bờ, hoặc tự nhiên trôi dạt vào chỗ cạn, hoặc gặp thuyền đến vớt lên. Đó là Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện cứu nạn nước. Ở trên là nạn lửa, song nếu bạn chẳng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì rất là nguy hiểm. Giảng đến đây, tôi nhớ lại lúc ở Hồng Kông, có một người đệ tử quy y chẳng tốt. Chẳng tốt như thế nào? Ông ta là người đã từng hại người khác. Tên của ông ta là Trương Ngọc Giai, nhà mở tiệm thuốc Tây, kiếm được chẳng biết bao nhiêu là tiền. Tiền của ông ta là từ hại người mà có. Lúc đó sau khi Nhật đầu hàng rồi, vì trải qua chiến tranh nên có bệnh truyền nhiễm phát sinh. Cho nên lúc đó khắp nước Trung Quốc đều có bệnh ôn dịch lưu hành. Do đó ông ta và một người giàu khác hợp tác làm ăn. Hai người cùng đi trên một chiếc thuyền ra ngoại quốc mua thuốc Tây về Hồng Kông bán lại. Thuyền đến giữa biển thì ông ta xô người bạn xuống biển. Người bạn của ông ta vì chẳng biết niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cho nên bị chết. Do đó, ông ta một mình chiếm đoạt hết số tiền vốn. Trở về kiếm được rất nhiều tiền. Sau đó, ông ta lại làm thuốc giả để kiếm tiền. Do đó mà phát tài. Phát tài rồi, sau đó ông ta như thế nào? Đại khái là quan hệ quan tương báo. Ông ta mắc chứng bệnh ung thư. Đương thời, 6 ông bác sĩ nổi tiếng ở Hồng Kông đều nói rằng chỉ trong vòng 100 ngày thì ông ta sẽ chết. Do đó, ông ta đăng báo xin cứu mạng nói: Nếu ai chữa được bệnh của ông ta, bảo trì được sinh mạng của ông ta, thì ông ta sẽ bỏ ra 20 vạn Mỹ Kim. Lúc đó, 20 vạn Mỹ Kim ở Hồng Kông rất lớn vô cùng. Song cũng chẳng có ai có phương pháp cứu mạng ông ta. Do đó, ông ta đến chùa lễ Phật. Một ngày nọ, ông ta đến chùa Tây Lạc Viên hỏi tôi làm thế nào mới chữa được bệnh. Tôi nói với ông ta: Ông mắc chứng bệnh này thì nên làm nhiều việc thiện, cúng dường Tam Bảo, gieo trồng công đức. Trước hết, ông phải quy y Tam Bảo. Như thế thì có thể chứng bệnh của ông sẽ hết. Do đó, vào ngày 18 tháng 9 năm lịch, ông ta quy y với tôi. Quy y rồi, tôi bèn khuyên ông ta phát tâm làm việc thiện. Đương thời, người xuất gia từ Trung Quốc trốn nạn đến Hồng Kông khoảng 2-3 ngàn người. Nhưng các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni chẳng có đủ quần áo để mặc, cũng chẳng có chỗ đủ để ở. Cho nên tôi kêu ông ta cúng dường mỗi người xuất gia một sắp vải và 20 đồng Hồng Kông. Ông ta chịu đáp ứng. Song ở Hồng Kông có nhiều vị hòa thượng, nhất là những vị pháp sư già,
nghe ông Trương Ngọc Giai quy y với tôi thì ai nấy đều hiện đại thần thông. Hiện thần thông gì? Bạn cũng tìm bạn bè, họ cũng tìm người quen đến nói với ông Trương Ngọc Giai, kêu ông ta làm công đức ở chùa của họ. Những vị lão pháp sư đó đều là người có danh vọng, vì có quyền thế trong Phật giáo, cho nên đi phan duyên với ông Trương Ngọc Giai. Do đó, ông ta đến những chùa đó làm công đức. Còn tôi từng kêu ông ta cho mỗi vị pháp sư đến từ Trung Quốc 20 đồng Hồng Kông, nhưng ông ta không cho, chỉ cho có 5 đồng và một sắp giải. Vì tôi đã nói với những người xuất gia đó là cho 20 đồng, bây giờ ông ta chỉ cho mỗi người có 5 đồng, biết làm sao? Do đó tôi tự đi mượn tiền rất bí mật, cũng chẳng nói cho ai biết. Mượn được tiền rồi, tôi lại tự cầm phân phát cho mỗi người thêm 15 đồng nữa, cộng lại là 20 đồng. Đó cũng là để kết duyên với những người xuất gia đó. Lúc đó, chẳng có vị xuất gia nào biết trong đó có tiền của tôi mượn để cho họ. Cho đến hiện tại cũng chẳng biết. Đến khi ông Trương Ngọc Giai nuốt lời, chẳng giữ lời hứa, làm gì bị những vị lão pháp sư đó phan duyên, song tôi cũng chẳng trách ông ta. Việc này qua rồi thì thôi. Bổn lai các bác sĩ đều đoán chắc là ông ta trong vòng 100 ngày sẽ chết. Chẳng nghi ngờ gì nữa, trải qua 100 ngày cũng chẳng chết. Do đó, những vị lão pháp sư phan duyên ông ta đều nói, đó là nhờ chúng tôi vì ông mà sám hối. Người khác lại nói, đó là nhờ chúng tôi vì ông mà tụng kinh. Vị pháp sư khác lại nói, đó là nhờ chúng tôi cầu cho ông trước bàn Phật. Mỗi vị pháp sư đều có công. Lúc đó, tôi chẳng có chút công lao nào. Tôi cũng chẳng nói với ông ta lời nào. Trải qua 6 năm, ông ta cũng chẳng chết. Lúc đó, tôi đang làm chùa ở tại núi Đại Tự ở Hồng Kông, xây chùa Từ Hưng. Ngôi chùa này đại khái có thể ở trên 200 người. Ông ta nghe tôi làm chùa, tất nhiên là đệ tử quy y với tôi, nên sai một người cầm một bao tiền đến cúng cho tôi làm chùa. Số tiền đó tôi chẳng nhìn qua, cũng chẳng mở ra xem. Tôi bèn dứt nó ra ngoài cửa. Tôi nói với người đó rằng, số tiền này kiếm được chẳng chánh đáng, chẳng thanh tịnh. Tôi chẳng cần tiền của ông ta như thế. Ông hãy mang về trả lại cho ông ta. Người đó đem tiền về đưa lại cho ông ta. Lần này ông ta kêu vị pháp sư phan duyên ông ta, tên là Định Tây, đến nói lời ngon ngọt và mang tiền đến. Tôi nói, bây giờ công trình làm chùa đã xong, tôi chẳng cần dùng tiền. Ông ta có tiền thì có thể làm công đức chỗ khác, có rất nhiều chùa, nhiều pháp sư, ông ta muốn làm gì cũng được. Vị pháp sư đó cũng chẳng vui vẻ trở về. Qua 2 năm sau, vào giữa tháng Giêng, tôi tuyên bố với mọi người, ông Trương Ngọc Giai đã quy y với tôi 8 năm, tôi vốn đợi ông ta thực hiện lời hứa. Vì ông ta đã từng phát nguyện cúng 20 vạn Mỹ Kim để làm chùa, nhưng cho đến bây giờ, ông ta cũng chẳng làm, tôi chẳng đợi nữa. Vì sao ông Trương Ngọc Giai bất cứ có vấn đề gì, tôi cũng chẳng lo nữa. Nói ra chưa đầy nửa năm, chứng bệnh ung thư của ông ta lại tái phát. Vì sau khi gần chết, thì sai người của ông ta đến cầu tôi. Vì ông ta đến chùa khác cầu lại, làm công đức Phật sự cũng chẳng linh, chẳng có cảm ứng, cho nên lại đến tìm tôi. Nhưng tôi cũng chẳng lo. Tôi nói tôi đã tuyên bố chẳng lo bất cứ việc gì của ông ta nữa. Chẳng được mấy ngày thì ông ta chết. Điều lạ lùng là vị pháp sư Định Tây trước kia phan duyên với ông ta cũng sinh bệnh ung thư, đại khái bệnh hơn 1 năm thì chết. Còn có một vị cư sĩ theo vị pháp sư đó giúp cho pháp sư Định Tây liên lạc với ông Trương Ngọc Giai, cũng sinh bệnh ung thư mà chết. Cho nên 3 người họ có thể nói là một thể, sống thì sống chung với nhau, chết thì cũng cùng một chứng bệnh. Tại sao ông Trương Ngọc Giai lại chết như thế? Vì ông ta xô người bạn của mình xuống biển chết. Chắc chắn chết rồi làm quan hồn, cho nên đến khiến cho ông Trương Ngọc Giai sinh bệnh ung thư. Bổn lai,
ông Trương Ngọc Giai đã quy y Tam Bảo. Nếu ông ta chân chánh có niềm tin thì ông ta chẳng bị chết, do niềm tin chẳng vững chắc. Kinh văn: hoặc trên đỉnh Tu Di bị người xô rớt xuống, nhờ sức niệm Quan Âm như mặt trời trên không. Giảng giải: Tu Di là tiếng Phạn, dịch là núi Diệu Cao, là núi cao nhất trong vũ trụ. Ở đây nói là trên đỉnh núi Tu Di, chẳng nhất định là chỉ ở trên đỉnh núi Tu Di, mà là ví dụ sự cao như đỉnh núi Tu Di. Hoặc là bạn đang ở trên đỉnh núi cao như núi Tu Di, bị người xô rớt xuống. Lúc đó nếu bạn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì như mặt trời trên không, giống như mặt trời lơ lửng ở trong hư không, chẳng gây tổn thương cho bạn. Chẳng chỉ nói ở trên đỉnh núi xô rớt bạn xuống tan xương nát thịt, mà cũng có thể nói là có người ở trên chỗ cao, khiến bạn trèo lên cây thang. Đợi khi bạn đến chỗ cao nhất, thì họ xô cây thang. Lúc đó, muốn lên cũng chẳng được, muốn xuống cũng chẳng xong. Đó cũng là việc rất nguy hiểm. Tức cũng là mọi người đối xử tốt với bạn, sau đó chẳng đối tốt với bạn nữa, để cho bạn từ trên cao rớt xuống. Lúc đó, nếu bạn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì chẳng có vấn đề gì, giống như mặt trời ở trong hư không chiếu khắp vạn dặm, một chút phiền não cũng chẳng có. Ngược lại, rất an nhiên tự tại, rất có định lực, cho nên khen chê đều chẳng động tâm. Đó cũng là biểu thị như mặt trời trên không, một ý nghĩa riêng khác. Kinh văn: hoặc bị người ác đuổi, ngã xuống núi Kim Cang, nhờ sức niệm Quan Âm chẳng tổn hại Mỹ Long. Giảng giải: người ác là gì? Tức là người chẳng nói về đạo lý, chuyên môn làm chuyện giết người, phóng lửa, người mang rợ, chẳng nói đạo lý. Anh là tôi cũng là tôi, tiền của anh là của tôi, tiền của tôi thì càng của tôi. Bạn xem đây có đạo lý chăng? Đây gọi là người ác, có quyền lực mà chẳng có công lý, chỉ dùng thế lực để bức bách người khác, chẳng nói đến công lý, đó tức là người ác. Truy đuổi là bạn chạy đến đâu thì họ cũng đuổi theo bạn đến đó, luôn luôn xem giữ bạn. Nếu bạn bị người khác truy đuổi vì nhất thời bôn ba chẳng cẩn thận mà rớt xuống núi Kim Cang sâu vạn dặm, nếu bạn chẳng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì chắc chắn sẽ mất mạng, thậm chí tan thân nát xương, chẳng tìm được thi thể. Song nếu bạn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì dù cho một sợi lông cũng chẳng tổn thương. Bạn nói có kỳ lạ chăng? Núi Kim Cang ở đây là biểu thị vực thẳm vạn trượng, rất cứng chắc như kim cang. Song nếu bạn gặp trường hợp nguy hiểm như thế mà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì chắc chắn sẽ có cảm ứng. Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ đến cứu hộ bạn, khiến cho bạn gặp hung quá các tường, gặp nạn được bình an, nguy hiểm mà chẳng nguy hiểm. Kinh văn: hoặc gặp quán tặc vây, đều cầm đao làm hại, nhờ sức niệm Quan Âm thảy đều khởi tâm từ. Giảng giải: ở trên nói về người ác, bây giờ nói về quán tặc, tức là bọn cướp giết người phóng lửa, chẳng có việc ác nào mà chẳng làm. Tất cả mọi người mà chúng ta gặp đều có quan hệ tiền nhân hậu quả. Quán tặc tức là người có oán hận với chúng ta, hoặc là kiếp trước chúng ta ăn cắp đồ vật của người, hoặc là đã giết người, hoặc đối với người chẳng tốt, cho nên đời này lại gặp nhau mới biến thành quán tặc. Do đó có câu: giết người phải đền mạng, mắc nợ thì trả tiền. Bạn giết mạng người ta thì người ta cũng muốn lấy mạng của bạn. Bạn cướp đoạt tài vật của người ta, cho nên phải đền tiền cho người ta. Hết thảy tất cả đều có mối liên quan với nhau. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi từng nói cho mọi người biết rằng: tôi đời đời kiếp kiếp chưa từng ăn trộm đồ vật của người khác, luôn giữ giới trộm cắp. Có gì để chứng minh? Tôi đem châu báu giá trị nhất để ở ngã tư đường,
chẳng nhìn xem đến nó, trải qua 3 ngày cũng chẳng bị ai trộm lấy đi. Do đó, có thể chứng minh lời của tôi nói là chân thật, nhưng vẫn có người không tin. Do đó, Ngài đi thử nghiệm, đem châu báu để ở ngã tư đường, nơi mà mọi người đi qua lại tấp nập. Quả nhiên 3 ngày sau, cũng chẳng có ai trộm lấy. Do đời đời kiếp kiếp, Ngài đều giữ giới trộm cắp thanh tịnh, cho nên có quả báo như thế. Do đó, nếu bây giờ chúng ta gặp kẻ quán tặc, đều phải chấp nhận, tức là mất vật gì, chịu tổn thất gì cũng đừng buồn rầu. Nên chấp nhận, đừng có oán trời trách người. Lúc tôi ở chùa năm qua, thì từng gặp việc như vậy. Vào ngày nọ có rất nhiều kẻ trộm đến cướp chùa năm qua. Bọn chúng đập cửa rất mạnh, muốn tiến vào. Nhưng tôi chẳng mở cửa. Bọn cướp phá cửa tung vào. Ai nấy đều cầm thương dây chung quanh tôi. Có người còn muốn đánh tôi. Song lúc đó, tôi chẳng cảm thấy sợ hãi gì cả. Rất tự nhiên nói với bọn chúng rằng: "Tại sao anh muốn đánh tôi?" Anh ta nói: "Vì ông chẳng mở cửa." Tôi nói: "Nếu anh là tôi là anh, thì anh có mở cửa không?" "Tại sao?" "Vì anh đến đây muốn trộm đồ của tôi, chẳng phải đến tặng đồ cho tôi." Tôi nói như thế thì anh ta nói: "Hãy mau đem tiền ra." Lúc đó, tôi mặc chiếc y rách có nhiều chỗ giá díu. Tôi nói: "Anh nhìn xem, tôi mặc chiếc y này có giống như người có tiền không?" Anh ta nhìn rồi hỏi: "Vậy ai có tiền?" Tôi nói: "Trong chùa này tôi là ông thầy, còn những người khác là đệ tử. Tôi làm ông thầy chẳng có tiền, thì làm đệ tử làm gì có tiền? Nếu anh không tin tôi, thì có thể vào phòng của tôi xem. Nếu anh thấy vật gì đáng giá là đồ quý, thì tùy ý anh lấy." Lúc đó ở trong phòng của tôi có 2 bũ bối. 2 bũ bối này là 2 bũ bối sống. Bũ bối sống gì? Tức là chú Sa Di và vị Pháp Sư. 2 vị này nghe thấy bọn cướp đến. Lúc gõ cửa thì họ đã cuốn lên, thậm chí chẳng đi được nữa, bò dưới đất, bò vào chỗ tôi, nói: "Thầy ơi, bây giờ biết làm sao? Tôi sợ quá." Tôi nói: "Không sao. Các vị hãy đi vào trong phòng của tôi, chung xuống giường cây của tôi để trốn. Bây giờ tôi lại kêu bọn cướp vào phòng của tôi, xem muốn lấy gì thì lấy." Lúc này 2 vị này rung lên lập cập. Cuối cùng bọn cướp cũng chẳng vào. Lúc đó có vị Pháp Sư thấy tôi và bọn cướp nói chuyện tựa như là bạn bè, cũng từ trong phòng chạy ra. Khi ông ta xuất hiện, thì bọn cướp lập tức dùng thương dây ông ta lại muốn đánh. Ông ta sợ quá bèn khóc lên giống như trẻ con. Lúc đó trong tâm tôi cảm thấy buồn bã, bèn nói: "Ông ta cũng chẳng có tiền, các ông muốn tiền thì nói với tôi." Song bọn cướp chẳng đếm xỉa gì đến tôi mà hướng dậy ông ta muốn tiền. Ông ta nói: "Vào trong phòng của tôi lấy." Bèn dẫn bọn cướp vào lấy hơn 200 đồng. Đó là tiền mà ông ta dành dụm mấy năm nay. Bèn để cho bọn cướp lấy đi. Sang ngày thứ 2, ông ta nói với đồ đệ rằng: "Chùa năm qua có hơn 200 người mà chỉ có vị Pháp Sư này chẳng sợ hãi." Tôi mới nói với họ rằng: "Chẳng phải chỉ mình tôi mà trong chùa có 4 vị hòa thượng chẳng sợ hãi. Thứ nhất là ai? Là Lục Tổ Huệ Năng, ngồi tại đó như như bất động. Lão Tăng nhập định như thế. Thứ hai là Đại sư Hám Sơn, ngồi nhập định tựa như tướng của Lão Tăng, chẳng động đậy. Thứ ba là Tổ sư Đan Điền, Ngài chẳng đủ đại định lực như Lục Tổ và Đại sư Hám Sơn, còn quay đầu lại nhìn bọn cướp. Thứ tư mới đến tôi. Cho nên khi bạn gặp quán tặc, thì cũng đừng sinh tâm sợ hãi." Kết quả bọn cướp đó cũng chẳng đánh tôi hoặc phóng thương. Tại sao? Đại khái là vì tôi niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Ban đầu, họ đối với tôi rất hung hăng. Khi nhìn thấy tôi mặc y phục rách rưới thì họ nghĩ: "Ông thầy này thật đáng thương." Tức cũng khởi tâm từ bi, chẳng gây phiền não đến tôi. Kinh văn: "Hoặc gặp nạn khổ vua,
muốn hành hình sắp chết. Nhờ sức niệm Quan Âm, đao bèn gãy từng đoạn. Giảng giải. Luật vua chẳng nói đến nhân tình, nếu phạm vào dương pháp thì phải bị chém đầu. Song cũng có kẻ chẳng phạm pháp mà bị dẫn đi chém đầu là vì bị người vu cáo, cho nên luật pháp quốc gia có chỗ lợi ích mà cũng có chỗ hại. Chỗ lợi ích là nó trừng phạt những kẻ phạm tội, chỗ hại là chẳng phạm pháp nhưng bị người khác vu cáo, ví như người làm chứng nói: ông ta làm xấu việc đó, chính mắt tôi thấy. Luật sư cũng chẳng mang việc đó ra sao, bèn xử ông ta phạm tội đem đi chém đầu. Nhưng thật ra người đó chẳng phạm pháp, luật sư chẳng có chánh nghĩa. Có người rõ ràng là phạm pháp mà có thể biện hộ cho họ vô tội, có người rõ ràng là vô tội mà lại chứng minh là có tội. Bạn nói đi tìm chân lý ở đâu trên thế gian này? Ở trên thế gian dũng chẳng có chân lý, chỉ có quyền thế. Vậy muốn tìm chân lý thì phải vào trong Phật Pháp mà tìm. Cho nên hoặc có tội hay không có tội, bị chịu nạn khổ vua, lúc phải bị chém đầu, mạng sống sắp chấm dứt, lúc đó e rằng bạn đã ngất xỉu, sợ quá nên quên hết mọi việc. Song nếu bạn nhớ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì cái đao chém đầu bạn đó sẽ tự nhiên gãy ra từng đoạn. Đó là chứng minh cái cổ của bạn cứng hơn là kim cang, cho nên đau mới gãy ra từng đoạn. Nhưng nếu bạn ôm lòng hoài nghi thì đầu của bạn sẽ rơi. Vì bạn vốn chẳng có niềm tin đối với Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên mới muốn thử nghiệm nên chẳng có cảm ứng. Nếu có niềm tin thì mọi việc đều có cảm ứng. Kinh văn. Hoặc gông cùm bỏ tù, tay chân bị xiềng xích, nhờ sức niệm Quan Âm tự nhiên được giải thoát. Giảng giải. Ở tù tức là bắt giam vào ngục, chẳng được tự do. Gông chẳng những nhốt bạn vào ngục tù mà còn gông cùm bạn lại để cho bạn khỏi trốn đi. Cùm tức là cùm hai chân bạn lại và còn trói tay bạn. Lúc trước tôi đã có nói, phàm là người có gia đình thì nên sớm giác ngộ, đừng để cho ba điều này dây hãm như bị nhốt trong tù. Ba điều gì? Cha mẹ như là gông cùm cổ, con cái như là cái còng còng tay. Đừng cho rằng có con cái là đắc ý, một khi bị còng vào tay thì buông xả chẳng đặng. Có vợ thì như là cái cùm cùm chân, cũng chẳng được tự do giải thoát. Hôm nay tôi thấy một vị đệ tử của tôi nói chuyện này cho quý vị biết. Anh ta nói, còn có dây của chính phủ hơn 2.000 đồng, bây giờ muốn xuất gia mà 2.000 đồng này không thể trả, cho nên trước hết phải đi làm công để trả hết số tiền này, rồi sau đó mới đi xuất gia. Anh ta nói thật hay giả, tôi chẳng màng đến anh ta, bất quá nói cho mọi người biết, có thể tiền trả xong rồi, hoặc là có cái cùm cùm chân, tức cưới vợ này cũng chẳng nhất định. Song tôi hy vọng chẳng bị cùm vào, có thể là một vị sư biểu của trời người cho nước Mỹ. Tôi đem ý này ra nói cho mọi người biết, để mọi người đều phát tâm chú nguyện cho anh ta thành công, làm lãnh tụ tốt cho Phật giáo nước Mỹ. Vì nước Mỹ hiện tại rất cần người xuất gia. Nếu tất cả mọi người muốn xuất gia, tôi chẳng màng trước kia họ là người như thế nào, tôi đều rất hoan hỷ tán thán. Chỉ cần sau khi xuất gia rồi giữ giới luật quy củ là được. Tôi tận sức ở tại nước Mỹ này đào tạo bậc trưởng lão, chính họ trưởng thành chẳng nổi vì chẳng có cơ sở, gốc rễ chưa đâm sâu xuống. Song tôi nguyện sẽ tài bồi Phật giáo tại nước Mỹ. Mỗi người xuất gia đều là một phần của bậc trưởng lão, thậm chí làm tổ sư của nước Mỹ. Khi tay chân bị gông cùm mất đi tự do thì phải làm sao?
Chỉ cần bạn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì tự nhiên sẽ được giải thoát. Trước kia ở Trung Quốc, có một vị hòa thượng bị dân mọi rợ bắt đem đi nhốt vào trong phòng, trói cột lại. Thứ dân mọi rợ này rất dã man, chuyên môn bắt người Hán làm thịt để ăn. Vị hòa thượng đó bình thường rất tin tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên lúc đó ngài cũng chẳng sợ hãi. Chỉ một lòng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài niệm tới niệm lui, kết quả niệm đến một con cọp. Con cọp này lại đến phòng giam ông ta, phá tan cái phòng giam. Do đó ông ta tự do chạy đi. Gặp hoàn cảnh nguy hiểm như thế mà có thể hóa hiểm thành bình an. Cho nên sự linh cảm niệm Bồ Tát Quán Thế Âm nói chẳng hết được. Kinh văn: nguyên rủa các thuốc độc, muốn làm hại thân người, nhờ sức niệm Quan Âm trở lại hại người đó. Giảng giải: nguyên rủa ở đây là nói về sự niệm chú để trù rủa. Chú cũng có rất nhiều loại, nhất là chú của bàn môn tả đạo. Họ chỉ cần niệm 7 ngày thì có thể người kia sẽ chết. Chú có loại chú hại người, cũng có loại chú lợi người. Chú bây giờ nói là chú hại người. Các thuốc độc cũng bao quát tất cả các thuốc độc. Nếu bạn gặp sự trì chú nguyền rủa các thuốc độc thì nên một lòng niệm Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Tức thì lời nguyền rủa và các thuốc độc đó chẳng những không thể hại bạn mà còn trở lại hại người đó. Trước kia, có một nơi nọ tại Trung Quốc, có người chuyên môn bói toán rất linh nghiệm. Tại sao mà họ bói toán linh nghiệm như thế? Vì bên trong của họ có yêu quái, ma quỷ giúp đỡ họ. Thứ ma quỷ đó mỗi năm chỉ cần ăn một đồng nam và một đồng nữ. Cho nên ông thầy bói đó mỗi năm đều trộm bắt một cặp đồng nam và đồng nữ để cúng tế cho ma quỷ đó. Xong, năm đó ông ta bắt người đồng nữ của gia đình nọ, thường niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi cô ta bị bắt nhốt vào phòng để chờ ma quỷ đến bắt ăn, thì cô ta ở đó luôn luôn niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Một lúc sau, ma quỷ đến gian phòng đó, từ cửa sổ thấy cô ta, thì cặp mắt của ma quỷ phóng ra hai luồng ánh sáng chiếu đến thân cô ta. Song vì miệng cô ta niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên từ trong miệng của cô ta cũng phóng ra ánh sáng. Đột nhiên, cô ta cảm thấy có vật gì rất to lớn từ trên phòng rớt xuống. Cô ta còn cho rằng là yêu quái muốn đến ăn thịt cô ta. Cô ta sợ quá kêu lên. Ngay lúc ấy, bên ngoài có lính đi tuần ban đêm nghe tiếng kêu, bèn chạy đến gần thì nghe tiếng cô gái từ trong phòng kêu lên. Bèn phá cửa xông vào. Đến cửa phòng thì thấy thi thể của con mãng xà rất lớn. Con mãng xà to lớn đó tức là ma hầu La Già. Kết quả, người bói toán đó bị cảnh sát bắt đi tra hỏi. Tại sao ông lại bắt cô gái này đến đây? Ông ta mới nói, tôi có một vị tiên giúp đỡ tôi bói toán cho mọi người. Vị tiên này mỗi năm phải ăn thịt một cặp đồng nam đồng nữ. Đã mấy năm qua, tôi đều cúng cho vị tiên đó. Cho nên vị tiên đó giúp đỡ tôi bói toán rất linh, kiếm được rất nhiều tiền. Nói xong, cảnh sát bắt ông ta giam vào ngục. Ông ta bói toán rất linh, song chẳng bói được cho mình. Kết quả bị luật pháp trừng phạt chém đầu thì chúng. Câu chuyện như thế tức là thực sự chứng minh nguyên rủa các thuốc độc muốn làm hại thân người, nhờ sức niệm Quán Âm trở lại hại người đó. Cho nên hại người tức là hại mình. Câu trở lại hại người đó, đương thời ông Tô Đông Pha từng sửa thành câu hai nhà đều vô hại. Ý của ông ta cho rằng người trù ẻo và người bị trù ẻo đều bình an vô sự. Kỳ thật là sai lầm. Tại sao? Trong Phật giáo có nói về giới sát sinh, phóng sinh. Song nếu không trừ khử kẻ ác thì họ sẽ hại kẻ lương thiện. Tuy họ trù ẻo dùng thuốc độc muốn hại người,
kết quả khiến cho họ vô sự, đó chẳng phải là cổ lệ chăng? Họ hại chẳng được người này, lại muốn hại người khác. Mà nếu người đó không niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, thì sẽ bị hại chết. Người hay niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, thì đương nhiên họ hại chẳng được. Nhưng nhiều người chẳng biết niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên hai nhà đều vô sự là không đúng. Trở lại hại người đó là không sai lầm. Khiến cho người ác chịu khổ, họ thọ quả báo là đáng. Như thế về sau, họ chẳng dám hại người nữa. Kinh văn: hoặc gặp la sát dữ, rồng độc các loài quỷ, nhờ sức niệm Quán Âm, thời chúng chẳng dám hại. Giảng giải: hoặc là bạn đến rừng núi hoang dã, đi qua nơi chẳng có người ở, gặp quỷ la sát dữ. Loài quỷ này rất hung ác, chúng chuyên môn ăn thịt người. Còn có rồng độc cũng hại người. Chúng thường chiếm cứ một vùng hoặc trong hồ, trong sông, trong kênh. Phàm có ai đi qua chỗ của chúng thì chúng phun khí độc, có thể độc chết người. Có loại rồng độc to lớn, có thể dùng hơi hút luôn cả người lẫn thuyền vào trong bụng, rất là lợi hại. Còn có rất nhiều loài quỷ. Quỷ chẳng phải chỉ có một loại, có quỷ giàu, quỷ nghèo. Quỷ giàu như thần thổ địa, thanh quan, tuy chúng đều là quỷ nhưng đều làm thủ lãnh của quỷ, làm quỷ vương, đây gọi là quỷ giàu. Quỷ nghèo chẳng có tiền hoặc có rất ít, còn có loài quỷ chẳng có gì cả. Vậy nói rằng quỷ vẫn dùng tiền chăng? Quỷ vốn chẳng cần tiền, nhưng vì nguyên nhân tập quán ác, cho nên loài quỷ giàu cũng tham ô, quỷ nghèo cũng tựa như người. Suốt ngày đến tối đều muốn kiếm chút ít tiền. Tuy nhiên bất tất phải dùng tiền, nhưng vì chúng chấp trước thành tín, biến thành một thứ mê, cho nên ham thích tiền. Chúng dùng tiền bằng giấy. Tại Trung Quốc, mọi người thường đốt tiền giấy cho loài quỷ. Nếu bạn gặp những loài quỷ la sát, rồng độc hoặc các quỷ thần mà bạn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì chúng tự nhiên sẽ bỏ chạy. Vì sao? Vì khi bạn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì trong miệng sẽ phóng quang. Hết thảy tất cả loài quỷ đều sợ quang, tức ánh sáng, sẽ không gây thương hại bạn. Kinh văn: nếu thú dữ vây quanh, nanh vuốt nhọn đáng sợ, nhờ sức niệm Quán Âm, chúng vội bỏ chạy đi. Giảng giải: thú dữ như lan, xoáy, hổ báo, chúng là dạ thú chuyên môn ăn thịt người. Núi rừng ở Mỹ chẳng có cọp, ở Trung Quốc, Ấn Độ cọp rất nhiều. Lúc còn nhỏ, có một lần tôi chạy vào trong núi, đi 5-6 ngày cũng chẳng thấy người, bèn gặp các thú dữ. Song rất kỳ quái, cũng chẳng biết tại sao chúng chẳng ăn thịt tôi. Răng nanh của thú dữ sắc bén như dao, cũng cứng như thép. Khi bạn gặp những thú dữ bao quanh thì bạn hãy mau niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng chẳng những chẳng dám làm hại bạn, mà ngược lại vội vàng bỏ chạy. Tại sao phải chạy? Vì Bồ Tát Quán Thế Âm có sự linh cảm như thế, khiến cho chúng nhìn bạn thì tự nhiên sẽ sinh tâm sợ hãi, cho nên bỏ chạy xa lìa bạn. Kinh văn: rắn độc cùng bò cạp, hơi độc khói lửa đốt, nhờ sức niệm Quán Âm, nghe tiếng bỏ chạy đi. Giảng giải: rắn độc đa số là màu đen. Bò cạp, nếu người nào bị nó cắn thì lập tức trúng độc mà chết đi, đều là có khí độc khói lửa đốt. Những thứ độc này rất lợi hại, thậm chí khiến cho người bỏ mạng. Tuy độc hại như thế, nếu bạn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng nghe bạn niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát thì chúng sẽ ẩn tàng, chạy về chỗ của chúng ở, chẳng dám tác quái nữa. Kinh văn: mây sấm sét, điện chớp, tuôn mưa đá mưa rào, nhờ sức niệm Quán Âm liền được trời quang tạnh. Giảng giải:
Trên trời thường có mây, sấm sét, điện chớp hoặc tuôn mưa đá, các thứ tai nạn. Có khi mưa đá, cục đá lớn gần bằng quả trứng gà, hoặc có cục đá lớn nặng mấy mươi gram, thậm chí xuống trúng trâu bò, thì trâu bò sẽ chết. Nếu rớt xuống trúng người, thì chẳng cần nói, càng làm cho người chết. Hoặc tuôn mưa rào, nếu bạn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, thì chẳng bao lâu những hiện tượng đó sẽ ngừng, chẳng còn nữa. Kinh văn: chúng sinh bị khốn cùng, vô lượng khổ bức bách, nhờ diệu trí Quán Âm hay cứu khổ thế gian. Giảng giải: chúng sinh tức là chúng duyên hòa hợp mà sinh. Hơn nữa, chúng sinh có trăm ngàn dạng thứ loài khác nhau, nên gọi là chúng sinh. Cũng có thể giải thích nói chúng sinh tức là sinh ra quá nhiều. Theo chữ chúng của Trung Quốc, ở trên là chữ tứ, ở dưới là ba chữ người. Ba người tụ lại một chỗ nên gọi là chúng. Ở trong các loài chúng sinh, phiền não nhất là loài gì? Tức là loài người. Lại phải mặc áo, lại phải ăn cơm, lại phải làm việc, vô số việc phiền não. Song có đủ trí tuệ nhất vẫn là loài người. Còn các loài chúng sinh kia tuy chẳng có nhiều phiền não, song chúng cũng ngu si nhất. Trí huệ chẳng như người, cho nên phải chịu người sai khiến, chi phối. Do đó có câu, con người linh nhất của vạn vật. Con người thông minh nhất trong vạn vật, song thông minh nhất có khi cũng làm việc ngu si nhất. Tức là chính mình gây phiền não cho chính mình vật lộn với chính mình. Tức là khi bị khốn cùng thì có vô lượng sự khổ, như chẳng có cơm ăn là khổ, chẳng có quần áo mặc là khổ, chẳng có nhà ở là khổ, đủ thứ sự khổ. Suốt ngày vì quần áo, cơm ăn, nhà ở, một đời bận rộn vì kiếm cơm ăn, thậm chí đi trộm cắp để duy trì mạng sống của mình. Tại sao phải duy trì mạng sống như thế? Là vì sự khổ bức bách. Kết quả càng chiêu lại vô lượng sự khổ bức bách thân. Bồ Tát Quán Thế Âm có sức trí huệ vi diệu không thể nghĩ bàn, hay cứu hộ hết thảy sự khổ ở thế gian. Cho nên chúng ta làm người, bất cứ có việc gì không được như ý, không nên ưu sầu khổ não. Bạn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì tất cả mọi vấn đề đều từ từ sẽ giải quyết. Chỉ cần bạn có tâm thành đối với Ngài thì Bồ Tát sẽ đến trợ giúp bạn. Kinh văn: đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện, các cõi nước mười phương, chẳng cõi nào không hiện. Giảng giải: đầy đủ là chẳng thiếu. Sức thần thông là gì? Thần thông có sáu thứ. Thứ nhất là thiên nhãn thông. Thiên nhãn có thể nhìn thấy động tác của chư thiên ở cõi trời Đao Lợi, đều nhìn thấy rõ ràng. Thứ hai là thiên nhĩ thông, nghe được mọi thứ tiếng của người nhân gian và chư thiên ở trên trời, trong mười phương thế giới. Thứ ba là tha tâm thông, trong tâm người khác nghĩ gì cũng đều biết hết. Thứ tư là túc mạng thông, tức nhân quả quá khứ đều biết rõ. Thứ năm là thần túc thông, còn gọi là thần cảnh thông, tức có thể bay đi biển hóa tự tại. Thứ sáu là lậu tận thông. Thần thông này khó đắc được nhất. Tất cả quỷ thần đều có năm thứ thần thông ở trên, chỉ lậu tận thông là không có. Bồ Tát Quán Thế Âm đều đầy đủ sáu thứ thần thông, cho nên gọi là đầy đủ sức thần thông. Rộng tu trí phương tiện. Do chữ rộng nên biết rằng Ngài chẳng những chỉ tu trì một pháp môn mà còn tu đủ thứ các pháp môn. Giống như chúng ta bây giờ chẳng phải chỉ có nghe kinh mà cũng học Phật Pháp, lại phải học chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, còn phải lạy Đại Bi Sám, vân vân. Phải học tập tinh thần rộng tu trí phương tiện của Ngài Quán Thế Âm khi Ngài còn tu hành ở tại nhân địa. Trong các cõi nước trong mười phương,
chẳng có một nước nào mà Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng đến. Nơi nào Ngài cũng đến, cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm đều có duyên với chúng ta, tất cả chúng sinh. Chỉ cần ai niệm danh hiệu của Ngài thì Ngài sẽ bảo hộ người đó. Còn nếu chẳng niệm danh hiệu của Ngài thì đương nhiên Ngài chẳng đếm xỉa tới. Lý do gì? Vì bạn chẳng quan hệ gì với Ngài. Cho đến danh hiệu của Ngài cũng chẳng biết, cũng chẳng niệm. Ngài bèn nói, họ chẳng muốn làm bạn với mình cũng chẳng hơi đâu mà lo chuyện của họ. Nếu bạn muốn làm bạn với Ngài thì phải niệm Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm cho nhiều. Một khi bạn niệm danh hiệu của Ngài thì Ngài nói, ta lại có thêm một người bạn, tốt lắm. Nếu người bạn mới này có chuyện gì thì ta phải giúp đỡ họ. Có người muốn biết làm thế nào để đắc được thiên nhãn thông. Có nhiều phương pháp. Nếu bạn chuyên tâm niệm chú Lăng Nghiêm cũng sẽ đắc được thiên nhãn thông. Hoặc học chú Đại Bi và 42 tay và mắt của chú Đại Bi cũng sẽ được thiên nhãn. Hoặc chẳng ngủ để học Phật Pháp cũng sẽ đắc được thiên nhãn thông. Bất quá phương pháp này rất nguy hiểm. Tôi chẳng muốn họ y chịu học pháp môn này. Tại sao? Chắc các bạn còn nhớ tôn giả A Na Luật ở trong Kinh Lăng Nghiêm. Tôn giả chuyên môn ngủ, về sau bị Phật quở. Từ đó tôn giả tinh tấn dụng công, chẳng ngủ nữa. Trải qua 7 ngày, mắt của tôn giả bị mù. Phật thương xót tôn giả, bèn dạy ngài tu tam muội kim cang chiếu minh. Kết quả ngài đắc được thiên nhãn đệ nhất. A Na Luật là tiếng Phạn, dịch là không nghèo. Nguyên lai được tên này như thế nào? Trong vô lượng kiếp về trước, ngài là người mới phát tâm Bồ Đề, tuy chưa làm Phật giáo đồ, nhưng đã hiểu rõ đạo lý bố thí. Lúc đó ngài chỉ là người nông phu làm ruộng, đời sống nghèo nàn khốn khổ. Trong núi gần nhà của ngài có một vị tỳ kheo già ở tu, đã chứng được quả Bích Chi Phật. Vị tỳ kheo già đó mỗi 7 ngày mới xuống núi để đi khất thực một lần. Mỗi lần chỉ khất thực 7 nhà, tuyệt đối không khất thực nhiều nhà. Nếu 7 nhà đều bố thí thì mới đủ ăn 7 ngày. Nếu một nhà không bố thí thì một ngày không có gì ăn. Một lần nọ, người nhà mang cơm đến cho người nông phu đó vào buổi trưa, vốn để cho người nông phu làm rồi thì ăn. Song thấy vị tỳ kheo già nghèo xuống núi quá duyên mà cũng chẳng được vật gì. Người nông phu sinh tâm bố thí, nghĩ, hôm nay ta không ăn cơm, để đem phần cơm này dâng cho vị tỳ kheo già đó đã chứng quả Bích Chi Phật. Vị tỳ kheo nhận phần cơm xong, rất đặc biệt hoan hỷ và khen ngợi, nói, như thị, người rất thành tâm cúng dường, công đức này thật là không thể nghĩ bàn. Sau đó đi trở về núi. Sau đó người nông dân nhìn thấy con thỏ chạy đến chỗ ông ta, đột nhiên trèo lên lưng của ông ta và dính trên thân của ông ta, làm thế nào cũng chẳng rớt xuống. Ông ta lập tức trở về nhà để tìm cách lấy con thỏ xuống. Nhìn rõ ràng thì vốn là con thỏ bằng vàng. Ông ta chặt một cái chân con thỏ đi đổi tiền. Trở về nhìn thì cái chân bị chặt lại mọc ra như cũ. Cho nên từ đó ông ta giàu có lên. Từ đó về sau, đời đời kiếp kiếp đều giàu có, vĩnh viễn chẳng nghèo thiếu. Do ông ta cúng dường bữa cơm cho vị Bích Chi Phật với tấm lòng thành mà được quả báo như thế, đời đời kiếp kiếp đều không nghèo. Đó là nguồn gốc tên của ngài A Na Luật. Trong kinh 42 chương có nói, cúng dường cho 100 người ác chẳng bằng cúng cho một người thiện. Cúng dường cho 1000 người thiện chẳng bằng cúng cho một người cư sĩ giữ gìn năm giới. Cúng dường cho 1 vạn người cư sĩ giữ năm giới chẳng bằng cúng dường cho 1 vị sa di giữ 10 giới. Cúng dường cho 10 vạn vị sa di chẳng bằng cúng cho 1 tỳ kheo. Cúng dường cho 100 vạn tỳ kheo
cũng chẳng bằng cúng cho một vị chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Cúng dường 1000 vạn vị Tu Đà Hoàng chẳng bằng cúng cho một vị chứng nhị quả Tư Đà Hàm. Cúng dường cho 1 vạn vạn vị Tư Đà Hàm chẳng bằng cúng cho một vị chứng quả A Na Hàm. Cúng dường 100000 vạn vạn vị A Na Hàm chẳng bằng cúng dường cho một vị chứng tứ quả A La Hán. Song bạn lại cúng dường vô số chẳng cách gì đếm được số vị A La Hán, cũng chẳng bằng cúng dường một vị vô tu vô chứng. Vô tu vô chứng là gì? Tức là Phật, tức cũng là chẳng bằng cúng dường cho một vị Phật. Nhưng cúng dường hằng hà sa số chư Phật vẫn không bằng cúng dường cho một vị vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Hôm nay nói về tôn giả A Na Luật cúng dường một vị Bích Chi Phật mà đời đời kiếp kiếp không nghèo và còn rất giàu có, không làm thái tử con vua thì cũng làm con trong gia đình giàu có. Cho nên chúng ta muốn đời đời kiếp kiếp đều không nghèo thì phải cúng dường Tam Bảo, thì tương lai sẽ có cơ hội giàu có. Song khi bạn giàu có thì lại có vấn đề. Vấn đề gì? Đó là bần cùng bố thí khó, giàu sang học đạo khó. Tôn giả A Na Luật làm sao mà được giàu có? Vì ngài nghèo khổ mà biết bố thí, hy sinh bữa cơm trưa của mình đem cúng dường Tam Bảo, do một niệm chân tâm mà được vô lượng phước báo. Người nghèo chính họ đã không no mà còn đem đi bố thí thì chẳng còn gì để ăn. Cho nên nói bố thí khó. Còn giàu có thì sao? Thì học đạo khó. Những người giàu có, bạn kêu họ đến học Phật Pháp thì họ chẳng chịu đến. Đây là 2 điều khó trong 20 điều kinh văn. Đủ thứ các đường ác, địa ngục, quỷ, súc sinh, khổ sinh già bệnh chết, dần dần đều dứt hết. Giảng giải. Các đường ác tức là tất cả những nơi không lành. Đủ thứ là biểu thị nhiều thứ, chẳng riêng gì một đường ác mà có rất nhiều. Tổng cộng lại thì có 4. Atula, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục, đây là 4 đường ác. Atula ở trước đã giải thích rõ ràng, chúng rất thích đấu tranh. Phàm loài chúng sinh nào thích đấu tranh đều thuộc về Atula. Địa ngục tạo ra như thế nào? Là do nghiệp chướng của mỗi người chúng ta hình thành. Bạn tạo nghiệp ác gì thì có địa ngục đó. Địa ngục lại phân ra rất nhiều loại. Trong kinh Địa Tạng có nói, địa ngục lớn có 18, ngoài ra có 500 địa ngục nhỏ và còn có 100000 vô lượng vô biên địa ngục khác. Địa ngục có phải giống như ngục tù ở nhân gian chăng? Do người xây nhà tù kiên cố, để có ai phạm tội thì nhốt vào tù chăng? Chẳng phải. Địa ngục là do nghiệp ác của mỗi người tạo ra mà hiện ra. Bạn tạo nghiệp ác giết người thì có địa ngục giết người hiện ra. Tạo tội ác phóng lửa thì có địa ngục phóng lửa hiện ra. Tạo nghiệp gì thì có địa ngục đó. Cho nên loại địa ngục cũng chẳng nhất định. Khi nào bạn trả hết nghiệp thì địa ngục chẳng còn nữa. Nếu nghiệp chẳng hết thì địa ngục vẫn tồn tại. Lúc tôi còn ở Đông Bắc bên Trung Quốc thì có ông họ Lưu Tay Heo. Ông ta có thể nhớ được việc nhân quả 3 đời. Ban đầu ông ta là người con có hiếu, đối xử rất tốt với cha mẹ. Về sau thì đầu thai vào trong gia đình giàu có. Cha của ông ta 40 tuổi mới sinh ông ra. Khi ông ta 30 tuổi thì cưới vợ, cô vợ lớn hơn ông ta 1-2 tuổi. Cha của ông ta tuy đã hơn 50 tuổi mà dâm dục vẫn chưa dứt, lại hỏi thêm một bà vợ bé. Bà vợ bé này với cô dâu tuổi sắp xỉ nhau. Ông Lưu có vợ chưa đến 1-2 năm thì sinh con, và con của ông ta lớn lên được 13 tuổi
thì ông ta lại hỏi vợ cho người con. Vợ của người con cũng lớn hơn người con của ông ta vài tuổi. Trong thời gian đó, cha mẹ của ông đều đã qua đời, chỉ còn lại bà vợ bé của người cha. Ông ta thấy bà vợ bé của người cha xinh đẹp thì coi như là vợ của mình, và lúc đó đứa con của ông ta lại chết. Ông ta thấy cô vợ của con mình tướng mạo cũng đẹp, do đó cô vợ của người con cũng làm vợ của mình. Lúc đó ông ta chỉ mới khoảng 28 tuổi. Khi ông ta được 40 tuổi thì mới bắt đầu giác ngộ, tự nghĩ rằng: ôi, ta một đời tạo quá nhiều nghiệp ác, lấy mẹ của mình làm vợ, lấy con dâu của mình làm vợ, tội nghiệp này chẳng ít. Do đó ông ta bắt đầu tu, chuyên trì kinh Kim Cang. Tụng kinh Kim Cang hơn 10 năm, ông ta vào khoảng hơn 50 tuổi thì chết. Chết rồi đến trước vua Diêm Vương. Vua Diêm Vương là ông vua quản lý tất cả lũ quỷ trong địa ngục, rất là lợi hại, mặt mày đen xì, chẳng đếm xỉa gì đến nhân tình. Ông ta bị vua Diêm Vương hỏi: tại sao ông cứ tạo những nghiệp ác? Bây giờ ta sẽ bỏ ông vào địa ngục chảo dầu sôi, dùng chảo dầu để chiên ông. Do đó kêu hai con quỷ đến bắt ông ta bỏ vào chảo dầu sôi. Lúc đó bên cạnh có ông quan tòa nói: không thể được. Vua Diêm Vương hỏi: tại sao không được? Quan tòa đáp: vì ông ta đọc tụng kinh Kim Cang, trước hết phải xả kinh Kim Cang ở trong bụng của ông ta ra hết, rồi sau đó mới dùng chảo dầu sôi chiên. Do đó lại kêu ông ta đầu thai làm người. Ông ta đầu thai vào một gia đình nghèo khổ, cha mẹ bán đồ điểm tâm. Đứa trẻ này từ nhỏ rất tham ăn nên bụng trương lên quá to mà chết. Chết rồi cha mẹ của anh ta cùng nói rằng: tại sao bụng của nó lại to như thế? Đáo đệ trong bụng có vật gì thế? Chúng ta hãy mổ bụng nó ra xem thử. Bèn mổ bụng ra thì có một vật rất cứng chắc, tựa như đá kim cương. Lũ quỷ bèn nói: ê, bây giờ có thể kêu ông ta vào cạnh chảo dầu sôi là vừa. Bèn mang ông ta đến gặp vua Diêm Vương, nói: bây giờ có thể kêu ông ta đầu thai làm heo. Ông ta lại đầu thai làm heo, bị người nuôi heo cho ăn mập mạp rồi làm thịt. Sau đó lại trở về địa ngục để bỏ vào chảo dầu sôi, thì ông ta nói với vua Diêm Vương: ông bất tất phải bỏ tôi vào chảo dầu sôi, hãy cho tôi đầu thai đến nhân gian làm người. Ông chừa cho tôi một tay heo để làm chứng minh, tôi sẽ khuyên người đời đừng tạo tội nghiệp. Vua Diêm Vương nói: như thế cũng tốt. Do đó để cho ông ta đầu thai làm người họ Lưu. Vì ông ta có dấu tích heo, cho nên mọi người kêu ông ta là ông Lưu Tay Heo. Người đó tôi đã gặp qua và còn nói chuyện rất nhiều với ông ta, cho nên mới biết ông ta nhớ việc của mình rất rõ ràng. Đây tức là do nhân duyên tạo thành đường ác. Địa ngục là nơi rất nguy hiểm, hy vọng mọi người đừng tạo nghiệp ác, bằng không thì quả báo khổ khó tránh khỏi.